Có mía hả? Có mía thiệt hả? Có một cây ít quá, thêm cây ở đây. Hai cây luôn hả? Hai cây gì? Chào tất cả quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Chúc quý vị ngày mới vui vui vẻ vẻ. Ôi hổm rồi, ăn vừa ngán rồi. Giờ không chơi cái này nữa. Đi. Chơi vừa đó. Bây giờ thèm mía quá. Giờ thích ăn mía. Giờ ước gì có cây mía đó. Mía đâu? Mía hả? Có mía hả? Có mía thiệt hả? Có một cây ít quá, thêm cây ở đây. Hai cây luôn hả? Hai cây gì? Cho mía nhiều lên luôn đây. nhiều mía quá. Nhiều mía quá đi. Hôm nay nhiều mía quá, mình góc mía ăn chơi. Chào các bạn nha, hôm nay mình góc mía ăn, nhưng mà góc mía ăn là chuyện bình thường thôi. Thôi, rất đơn giản. Làm nếu mình làm clip mình chỉ góc mía ăn thì không ai có ai thích xem hết. Nên mình cũng đơn một cách đơn giản cái nhiều xíu là mình phải thêm một chút chút vô để video mình nó hay, thu hút được nhiều người xem hơn. Chứ ginh cây mía ra gốc ăn là chuyện bình thường rồi, rất đơn giản mà không ai xem, thôi chẳng ai thèm xem video mình đâu. Nhiều lúc người ta còn chửi, người ta còn mắng chửi mày thêm, chửi mình thêm nữa. Hôm này nó xàm quá, nó ăn mía nó gốc nó cũng quay nó up lên. Nên mình hơi thêm chút xíu vô thì nếu mình tinh quy, mình khéo khéo xíu, mình thêm một chút xíu vô á thì sẽ có nhiều người xem video của mình. Cũng cái cây mía này thôi, mình cũng gốc mình cũng ăn thôi, đơn giản thôi. Mời các bạn theo dõi mình nha. Muốn có nhiều người xem video á thì cái clip mình phải thu hút mà tới nhảy xíu. Giờ mình cũng góc mía đây, góc mía bình thường. Mía thì trước khi ăn mình phải cốc vỏ ra, mình phải bóc vỏ. Cũng bình thường thôi bạn, mình cũng làm bình thường thôi, mình cũng cốc vỏ nè. Vỏ cho cây mía nó không còn vỏ nữa. Đâu ạ? Đâu ạ? Dạo. Chưa nắng chang chang. Cốc mía ăn mía nè. Cốc mía ăn mía nè. Rất đơn giản, mình cũng gốc bình thường thôi, gốc sạch rồi ăn bình thường thôi. Nhưng mà mình có cái tuyệt chiêu rất là hay, cũng cây mía này thôi, nhưng mà mình có thể khiến cho nhiều người quan tâm đến cái clip của mình hơn.
bạn nào theo dõi hết clip thì các bạn sẽ thấy cái điều thú vị của cái video mà gốc mía ăn này của mình. Tại sao mà một cái video đơn giản gốc mía như vậy, ăn mía như vậy mà lại thu hút được rất nhiều người xem? Mời các bạn theo dõi nha. Thường thì mình dạy xong, mình gốc dạy xong là mình ăn ngon lành như thường lệ thôi, bình thường thôi đúng không? Bình thường chẳng có ai phải xem video mình một thằng gốc mía ngồi ăn vậy đâu đó, chẳng ai đâu. Mía ngọt rồi, để bằng lựa cái mía khác đây. Đây, cái điều quan trọng để thu hút người khán giả xem video của mình là cái phút giây này. Thường thường mình ăn mía là mình phải gốc vỏ, phải ăn cái gốc vỏ. Còn riêng mình á, mình ăn mía là mình không cần phải gốc vỏ, mình để vỏ luôn, để nguyên cả vỏ luôn, ăn cả vỏ luôn vậy nè, để nguyên cả vỏ luôn vậy, mình không cần phải bóc vỏ ra nào, để vậy nó cứng, để mình thử cảm giác mình ăn luôn cái vỏ, không cần phải bóc vỏ ra. Cũng bình thường các bạn, nó mình ăn không có vỏ vậy rồi mình ăn luôn nó hơi cứng xíu thôi mà cũng bình thường. Cái quan trọng là cái quy chéo mình chế biến thêm một chút dày, chút xíu dày thì sẽ có nhiều người xem hơn. Quy chéo không cần phải hay đâu các bạn, chỉ cần mình đọc, mình lạ, mình gây sự tò mò cho mọi người là video đó sẽ được nhiều người xem các bạn. Mình không cần phải gốc vỏ, mình ăn luôn cả vỏ, ăn luôn khi còn vỏ. Thì mía là mình ăn xong mình ngã chứ không phải mình ăn luôn mình nuốt nha quý vị. Nó hơi cứng thì nó cứng hơn khi mình bóc vỏ thôi. Nhưng mà với cách này thì sẽ thu hút được nhiều người xem hơn. Mình tin chắc như vậy. Giờ mình trở lại cái công việc bình thường là mình bóc vỏ ra. Để hồi mình cho vợ, cho bà xã ăn. Ngồi gốc mía, ăn mía ở gốc vậy thì quá bình thường rồi, chẳng có gì để làm video được.
quan trọng là mình nên pha thêm một chút gì đó mới thu hút được khán giả. Xong rồi con ăn. Để ba làm xong rồi. Thế là xong hết một đống mía. Cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp quý vị vào video kế tiếp. Bye bye.